Nhận thức Phật giáo, giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tập 4: Ranh giới giữa giàu và nghèo. Như Thanh sư phụ, huynh giờ đòi nè, huynh còn mang theo 4 bức tranh tứ đại thiên vương. Đây là vị thiên vương nào? Chư thí chủ, đây là Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương. Trong tay ngài ấy cầm đàn tỳ bà. Muốn nói chúng ta biết, làm việc gì cũng phải giống như dây đàn tỳ bà, dùng lực không thể quá mạnh cũng không thể quá nhẹ. Lần này thì huynh biết rồi, tay cầm đàn tỳ bà là Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương. Trì là bảo trì, quốc là quốc gia. Cho dù là người chủ trì các chuyện lớn nhỏ trong gia đình, hay là đế vương chủ trì chuyện quốc gia đại sự, đều phải chịu trách nhiệm, làm trọn trách nhiệm của mình. Đây chính là ý nghĩa biểu pháp của Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương. Đại Dũng, lão gia nhà ta bảo ta đến báo với cậu, sang năm sẽ tăng thuế đất đó. Hả? Làm sao mà sống nổi nếu mà tăng thuế đất như vậy chứ? Hả? Đại Dũng, con cũng tới rồi à? Đại bá, bà con đều đến tìm Hoàng lão gia sao? Không sống nổi đâu. Hoàng lão gia muốn tăng thuế đất, chúng ta làm sao mà chịu nổi? Vì Hoàng lão gia nói sao? Hoàng lão gia không gặp chúng ta. A Di Đà Phật, để Nhất Thanh thử xem sao. A Di Đà Phật, bần đạo là Nhất Thanh của chùa Từ Huệ, muốn cầu kiến Hoàng thí chủ, mong vị thí chủ bên trong vào thông báo giùm. Nhất Thanh vô cùng cảm kích. Nhất Thanh tiểu sư phụ, chú đợi một lát, ta đi thông báo với lão gia. Tiểu sư phụ, lão gia nhà ta chỉ mời một mình chú vào thôi. Nhất Thanh sư phụ, không biết lần này chú đến có gì muốn chỉ giáo? A Di Đà Phật, Nhất Thanh lần này tới là mong Hoàng thí chủ không tăng thuế đất nữa. Tiểu sư phụ, chú có điều không biết, một năm nay chuyện kinh doanh của ta không tốt. Nếu như không tăng thuế thì khó mà bù vào số tiền chi tiêu khổng lồ trong phủ. Hoàng thí chủ, ngài có từng nghĩ rằng ngài tăng thuế đất đối với ngài mà nói chỉ là hạt muối bỏ bể, nhưng đối với bà con lại có liên quan đến một năm no ấm của họ. Ngài nhẫn tâm nhìn bà con đói rét qua ngày sao? Chuyện này Phật tổ từng nói với chúng ta, bố thí tài sẽ có được của cải, chỉ có bố thí nhiều hơn, biết của cải hữu hình, chuyển hóa thành phước đức vô hình, mới có được của cải lâu dài. Ta tạ tiểu sư phụ nhắc nhở, để ta nghĩ cách khác giải quyết vấn đề chi phí trong phủ. Ta tạ Hoàng thí chủ. Nói cho mọi người nghe một tin tốt lành, lão gia nhà ta sẽ không tăng thuế đất nữa. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, không tăng thuế đất nữa, tốt quá rồi, đã tăng thuế đất nữa, tốt quá rồi, đã tạ. Chúng ta không thể để cho tiểu hòa thượng đạt được mục đích, chúng ta phải khiến Hoàng tài chủ nhập vào ma đạo. Vô Ưu đại sư, lâu ngày không gặp, thần sắc ngài vẫn như xưa. Hoàng thí chủ, khí sắc ông cũng được tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đại sư, thật không dám giấu, tại hạ đang vì chuyện tăng thuế đất mà đau đầu đây. Ông là địa chủ, tăng thuế cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Bà con không đồng ý chuyện tăng thêm gánh nặng cuộc sống, con cũng không muốn làm khó dễ họ, chỉ còn cách nỗ lực kinh doanh thôi. Bần tăng đến lần này là muốn nhắc nhở Hoàng thí chủ, chuyện kinh doanh năm tới của ông e là cũng không thuận lợi lắm. Lão gia, không hay rồi. Từ từ nói. Hàng chúng ta mua từ Kinh Thành về đã bị bọn Sơn tặc cướp trên đường rồi. Tại sao lại như vậy? Đại sư, có cách nào có thể hóa giải kiếp nạn của con không? A Di Đà Phật, Hoàng thí chủ có công của đi thay người. Kinh doanh không thuận lợi thì có thể nghĩ cách ở những phương diện khác. Vậy chỉ còn cách tăng thuế đất thôi. Đại bá, ông đi đâu vậy? Đại Dũng, con chưa biết gì sao? Hoàng lão gia lại muốn tăng thuế đất nữa kìa. Hả? Kiên quyết không tăng thuế. 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 Lý trưởng đại nhân, Hoàng lão gia nói sao? Có phải ông ấy đồng ý không tăng thuế nữa không? Hả? Lý trưởng đại nhân. Lý trưởng đại nhân nói mà Hoàng lão gia cũng không đồng ý. Chúng ta sống vào trong đi. Sống vào trong. Không được tăng thuế. Không được tăng thuế, không được tăng thuế. Nhất Thành sư phụ, chúng ta phải làm sao đây? Nhất Thành cũng không biết. Nhất Thành phải đi thỉnh giáo sư phụ. Vì sư đã hoài dân du, nếu có chuyện con hãy tự mình giải quyết. Sư phụ không có ở đây, vậy thì phải làm sao đây? Nhất Thành sư phụ, có phải chú đang gặp khó khăn không? Ai vậy? A Di Đà Phật, ngài là Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương. Nhất Thành sư phụ, ta biết là chú phụng mệnh hạ sơn, hoằng dương Phật pháp. Nếu như cần giúp đỡ gì thì chú cứ nói đi. Thiên Dương nếu đồng ý giúp đỡ thì quá tốt rồi. Bà con ơi, mọi người đừng lo, hãy nghe Nhất Thành nói vài lời. Nhất Thành sư phụ, chúng ta không còn cách nào khác. Mọi người xông vào trong, chỉ tạo nên những tổn hại không đáng có. Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu bà con bằng lòng, Nhất Thành có cách để cho mọi người trải qua cuộc sống không có Hoàng thí chủ. Chúng tôi bằng lòng. Chúng tôi bằng lòng. Chúng tôi bằng lòng. Nhất Thành sư phụ, người dân đi đâu hết rồi? Bọn họ đến nơi khác, sẽ không quay lại nữa. Không quay lại nữa? Hoàng gia, có chuyện gì vậy? Lão gia, Nhất Thành sư phụ nói thôn dân đều đi hết rồi, sẽ không quay lại nữa. Thì cứ việc đi, không lẽ ta phải sợ bọn họ sao? Lão gia, bọn họ đều bỏ đi rồi, ai sẽ trồng trọt, ai sẽ nộp thuế? Ông không biết sao? Tiểu nhân chỉ biết quản gia không có biết trồng trọt. Nhất Thành sư phụ, chú biết thôn dân đều đi đâu không? Họ đã đến một nơi rất xa xôi. Nơi đây là quê hương của họ mà. Tại sao bọn họ lại bỏ quê ra đi, sinh sống ở nơi khác? Người dân không muốn tăng thuế. Vậy thì dễ rồi, ta không tăng thuế nữa. Chú nói mọi người quay về đi. Hoàng thí chủ, người dân mỗi ngày mặt trời mọc phải ra đồng, mặt trời lặn mới được nghỉ ngơi vô cùng vất vả. Ngài nên thấu hiểu cho họ, quan tâm đến họ. Tiểu sư phụ nói rất đúng. Ngài có thể có được nhiều của cải như vậy là nhờ phước báo mà tổ tiên tích được. Ngài nên làm nhiều việc thiện hơn để phước báo đó tiếp tục duy trì về sau. Lại là Tiểu Hòa Thượng đang nói chánh pháp. Để đệ đi dạy bảo hắn. Hai người muốn dạy dỗ ai? Trị Quốc Thiên Dương. Chúng con không dạy dỗ ai hết. Chúng con chỉ đi ngang qua thôi. Tạm biệt Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương. Tạm biệt. Trước đây thu hoạch lương thực đều đưa cho Hoàng lão gia. Bây giờ không có Hoàng lão gia thì chúng ta biết bán lương thực này cho ai? Chúng ta nên bán lương thực nhà buôn. Đại bá, ông thay mặt chúng con đi bán lương thực đi. Nhưng mà từ trước tới giờ ta chưa từng buôn bán bao giờ. Đại Dũng, hay là con đi đi. Được, để con đi. Đại Dũng à, bán được bao nhiêu tiền vậy? Xin lỗi mọi người, lương thực đã bị người ta lừa hết rồi. Hả? Vậy phải làm sao đây? A Di Đà Phật. Bây giờ mọi người còn muốn sống một cuộc sống không có Hoàng thí chủ nữa không? Nhất Thành sư phụ, chúng tôi không muốn nữa. Chúng tôi cần Hoàng lão gia thu mua lương thực do chúng tôi trồng. Đúng vậy đó. Thưa bà con, Hoàng bố thật là có lỗi với mọi người. Ta đảm bảo với tất cả mọi người, Hoàng bố còn sống ngày nào sẽ không bao giờ tăng thuế đất. Đa tạ Hoàng lão gia. Đa tạ Hoàng lão gia. Chúng tôi không thể nào rời xa ngài được. Là Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương. Các vị hương thân phụ lão, Mọi người mỗi năm đều cúng bái ta, nhưng lại không biết ý nghĩa của việc cúng bái ta. Thiên Dương đại nhân, cúng bái người có ý nghĩa như thế nào? Mỗi người trong chúng ta sinh ra trong trời đất này đều có trách nhiệm của bản thân mình. Người giàu không nên xem thường hay ức hiếp người nghèo. Giống như vậy, người nghèo không được thù hận hay bôi nhọ người giàu. Mọi người tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm của bản thân mình, quốc gia sẽ hòa bình cường thịnh. Như vậy cũng là đang tích phước cho bản thân mình. Khi phước đức tích lũy được nhiều rồi thì tự nhiên sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Ta tạo Thiên Dương đại nhân khai thị. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai.